Với chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Góc khuất trên bóng đá TV và thể thao TV. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 30 năm bóng đá của chúng ta hội nhập trở lại với khu vực thì cũng trong chừng ấy thời gian chúng ta sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ tài năng và đặc biệt trong đó có những tiền đạo xuất chúng. Trước đây thì có thể kể đến cái tên Lê Huỳnh Đức, sau này là Văn Quyến và gần đây chắc chắn cái tên Công Phượng là một trong cái tên ghi đậm dấu ấn trong lòng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 tại Đô Lương, Nghệ An. Anh là một trong những học viên đầu tiên được Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG tuyển sinh vào năm 2007 khi mới 12 tuổi. Tại đây, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ tốt nhất và từng sang đại bản doanh câu lạc bộ Arsenal tập huấn. Công Phượng ra mắt V-League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2015 khi mới 20 tuổi. Và trong mùa giải đó, Công Phượng có cho mình 6 bàn thắng. Đến năm 2016, Công Phượng tới Mito Hollyhock thi đấu dạ cho mượn một năm tại J-League. Đây được coi là chuyến đi thất bại với cá nhân Công Phượng khi anh không được thi đấu nhiều và không có bàn thắng sau 5 trận ra sân với tổng thời gian thi đấu là 80 phút. Trở lại V-League, Công Phượng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai trong 2 năm liên tiếp từ 2017 đến 2018. Và trong tổng cộng 50 trận ở giải đấu này, Công Phượng cho thấy sự trưởng thành với nền tảng thể lực tốt cùng 19 bàn thắng ghi được. Đến đầu năm 2019, Công Phượng lần thứ 2 xuất ngoại với điểm đến là câu lạc bộ Incheon United, đội bóng đang thi đấu tại K League. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Công Phượng là cái tên cực kỳ quen thuộc. Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2015, trong các năm tiếp theo, mỗi khi đội tuyển quốc gia tập trung luôn có cái tên Công Phượng. Tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng đã có 25 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và có cho mình 7 bàn thắng. Kiên trì, dám đương đầu với thử thách và đặc biệt là dám dũng cảm để vươn ra những cái đấu trường mới để thử thách bản thân. Có lẽ đó là những cụm từ vắn tắt nhất để có thể miêu tả sự nghiệp của cầu thủ năm nay mới 24 tuổi. Và trước hết rất cảm ơn Công Phượng đã nhận lời mời phỏng vấn của Bóng Đá TV, Thể Thao TV. Giờ đây nếu như chúng ta nhìn lại cái quãng đường bóng đá của mình thì theo Phượng, bóng đá đã mang lại cho Phượng những điều gì? Thì em nghĩ là đối với bản thân em thì bóng đá đã mang lại cho em thì rất là nhiều cảm xúc. Và thì cũng đã giúp cho bản thân em cũng như là gia đình em có một, nói chung là có cuộc sống tốt hơn. Bóng đá rõ ràng mang lại cho Phượng nhiều thứ nhưng nó cũng, như người ta nói, nó là sự đánh đổi, cũng sẽ lấy đi của Phượng nhiều điều. Nếu như cảm thấy tiếc nuối nhất trong những gì mà bóng đá mang đi của Phượng, Phượng tiếc nuối điều gì? Đối với bản thân Phượng thì Phượng chưa có tiếc nuối điều gì với những gì mà em theo đuổi từ lúc nhỏ nhỉ? Không hề tiếc nuối về bóng đá, thế nhưng mà về tuổi thơ, về những scandal, thậm chí là những áp lực mà cùng dư luận đặt lên cho Phượng thì sao? Thì đối với bản thân Phượng thì cái chuyện gì nó đã trải qua đối với cuộc sống của mình thì đó là những bài học cho bản thân và đó cũng là những kinh nghiệm để mình trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ mình hãy cùng trở lại cái giai đoạn mà Phượng bắt đầu đến bóng đá. Trước đấy thì Phượng đã, trước khi thi tuyển vào Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal JMG thì Phượng đã từng thi trượt ở lò của Sông Lam Nghệ An. Lúc đấy Hoàng Gia Lai đã đi tuyển quân ở khắp nước và Phượng có gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục bố mẹ cho Phượng đi tuyển quân của Gia Lai? Thì đối với bản cái việc đó thì bố mẹ thì luôn ủng hộ em, bởi vì đợt đó hình như là tuyển sinh hết cả nước rồi, ở Gia Lai là tuyển sinh cuối cùng. Thì tối hôm đấy thì nghe trên thời sự hình như là 24/7 bản tin thể thao thì nghe, thì bố mới hỏi là có đi không, thì bảo là đi, thì sáng mai đi luôn, thì vào tuyển sinh đợt ấy luôn. Và rõ ràng sau đấy thì đã tạo ra một Công Phượng như ngày hôm nay. Mọi người thường nhắc cái lứa đầu tiên ấy, lứa đầu tiên của Arsenal JMG nó giống như một cái lứa cầu thủ rất là tiềm năng, rất là tài năng. Lúc đấy thì gần như là Gia Lai là đội đầu tiên đi tuyển quân trên khắp cả nước. Và đó là lứa cầu thủ được đào tạo, được đầu tư rất là nhiều thứ về cơ sở vật chất, về giáo trình rất là hiện đại. Thế nhưng mà ít anh nghĩ là lúc đấy bọn em rất là nhỏ, bọn em còn có một tuổi thơ. Lúc đấy ngoài bây giờ nếu như nhớ lại có thời gian là Hàm Rồng nhé, ngoại trừ những cái buổi tập, những ngày thi đấu, em nhớ gì về quãng thời thơ lúc đó. Và người bạn thân nhất của Phượng khi còn ở Hàm Rồng lúc trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp là gì, là ai? Thì thời gian đó thì hầu như là kín hết cả ngày, chẳng hạn như là sáng đi học, trưa về tập, ăn ngủ nghỉ chiều tập, tối lại học tiếp, nên là kiểu nó ngày nào nó cũng như vậy, nên là cũng chả có thời gian, kiểu không có cái khoảng trống nhiều để mà suy nghĩ về những cái chuyện kiểu chuyện ngoài chẳng hạn vậy. Còn bạn thân lúc đấy thì em có một cái bạn Nguyễn Quang Huy, bạn ấy là người ở Bình Thuận lúc đấy, nhưng mà bây giờ hình như là đang đi đá Busan ở trong Sài Gòn. Suốt quãng thời gian mà học tại học viện ấy, thì rõ ràng thầy John là người gần như là gắn bó với lứa của Phượng rất là nhiều. Vậy thầy John có cái tầm ảnh hưởng như thế nào trong cái sự nghiệp và thậm chí trong cái định hướng của Công Phượng trong sự nghiệp cầu thủ? Thầy John đã là một người thầy đối với Phượng nghĩ là rất là tốt, trong chuyên môn cũng như là ngoài đời. Thầy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cầu thủ của mình. Và thì trong sự nghiệp của bóng đá của Phượng thì có những lúc thăng lúc trầm, thì có những lúc mà chẳng hạn có mình không có kiểu như cần một cái động lực gì đó, thì Phượng cũng có nhắn tin kiểu như là cần một lời khuyên của từ người thầy. Thì lâu lâu Phượng khi mà mình không có cái kiểu như là không biết định hướng như nào nữa thì Phượng cũng có nhắn tin với thầy, thì thầy cũng luôn chia sẻ và nói những điều tốt đẹp nhất để mà Phượng cố gắng. Thực sự đấy là một điều rất là quý, bởi vì không phải ai cũng có được những người thầy gắn bó và định hướng cho mình một cách sâu sát như vậy. Trở lại cái thời điểm mà Phượng cùng các đồng đội trở thành học viên của cái học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal JMG, thì lúc đấy là truyền thông quan tâm rất là lớn, bởi vì đấy là một trong học viện đầu tư rất là nhiều tiền của và thậm chí là những giáo trình rất hiện đại của một câu bộ nổi tiếng từ nước Anh. Thế nhưng sau đấy thì thành công cũng mang lại cho Phượng rất nhiều cái sự nổi tiếng luôn luôn gắn bó với sự nghiệp Công Phượng từ khi Phượng còn là cầu thủ nhỏ đến lúc đá các giải U và giờ là tuyển thủ quốc gia. Đã bao giờ Phượng nghĩ đến điều đấy, đến cái sự nổi tiếng đấy khi mình mới bắt đầu bước chân vào bóng đá nhỉ? Lúc Phượng vào bóng đá thì lúc đó thì trong đầu cũng chỉ nghĩ là ăn thì tập hàng ngày thôi, chứ cũng không có nghĩ được xa. Nhưng mà cái đợt xong một cái đợt là đá ở bên Nhật, thì đợt đó bắt đầu là cái giải đầu tiên mà đội đi đã, thì lúc đấy cũng cảm thấy là rất là, lúc đó là trong đầu mình suy nghĩ được rất là nhiều, suy nghĩ kiểu như là mình phải làm gì tiếp theo hay là sẽ như thế nào, bởi vì lúc đấy đang đá ở bên Nhật mà, cái giải đầu tiên đó là ở bên Nhật. Xong rồi suy nghĩ là giờ làm sao để được đi ra nước ngoài thi đấu, bởi vì lúc mà đá đó thì các cầu thủ ở bên kia họ là cũng kiểu như là ngang tuổi mình, nhưng mà kiểu trình độ họ tốt hơn rất nhiều. Mà ở Việt Nam thì đá giao hữu thì hầu như là thắng, và nhưng mà sang đó thì không phải là cứ đá là thắng được, nên là rất là mong muốn được đi ra nước ngoài để mà phát triển bản thân cũng như là để làm được một gì đó trong sự nghiệp của mình. Rõ ràng về mặt định hướng, Phượng mong muốn phát triển về mặt chuyên môn, phát triển ở một cái môi trường nó tốt hơn so với những gì mà chúng ta từng thi đấu ở trong nước. Nhưng cái sự nổi tiếng đấy nó đến theo cái tài năng của Phượng và theo những màn trình diễn của Phượng. Có thể đấy là điều mình không mong muốn nó đến, nhưng mà thực sự nó đã xảy ra bởi vì Phượng là quá tài năng. Thế nhưng sự nổi tiếng đấy đồng thời cũng mang lại cho Phượng không ít phiền toái. Cá nhân Phượng cảm thấy cái sự phiền toái nhất mà sự nổi tiếng mang lại là gì? Trong đầu thì em luôn luôn nghĩ là mình cũng là một người bình thường thôi, chứ còn bảo nổi tiếng như nào thì em cũng không, Phượng cũng không nghĩ là cái việc là mình nổi tiếng thì mình phải làm những gì mà mình, còn đối với bản thân Phượng thì cứ làm sao để hết mình trên sân là được. Còn ngoài thì lâu lâu thì mình, chẳng hạn nếu mà ở Gia Lai thì cũng không có vấn đề gì, chẳng hạn đi các tỉnh khác thì chẳng hạn đi cà phê hay là đi ăn đi uống ở ngoài thì cũng hơi, nói chung là hơi kiểu như nhiều người biết, nên là chẳng hạn đôi lúc ngồi ăn hay là ngồi uống cũng không được cho kiểu riêng tư cho lắm. Nhưng mà ở Gia Lai thì bình thường, tất cả mọi người quen mặt hết rồi nên là đi ăn đi uống bình thường, không có vấn đề gì. Mà thời gian em ở Gia Lai thì hầu như thời gian ở đó nên là cuộc sống cũng bình thường hàng ngày vậy. Tôi nhớ là khi mà Phượng bắt đầu nổi tiếng thì có một cái scandal có thể là rất là lớn vào thời điểm đấy, khi mà một số đơn vị truyền thông khai thác về tuổi tác của Công Phượng. Lúc đấy Phượng mới là một cầu thủ ở độ tuổi rất là trẻ, mới 18-19 tuổi, và dính một cái scandal mà những cái đơn vị truyền thông rất là lớn đưa đăng tải như thế. Rồi thậm chí là về cả nhà tìm hiểu giấy khai sinh, hộ tịch, nó rất là phiền phức. Thì lúc đấy là cầu thủ Phượng có cảm thấy như thế nào? Và lúc đấy thì giữa Phượng với gia đình có cái sự tương tác ra sao để mà có thể giúp Phượng vượt qua cái giai đoạn mà không phải ai cũng có thể vượt qua ở cái độ tuổi của Phượng? Đối với bản thân Phượng thì cũng chả vấn đề gì. Thực sự là cái việc đó. Còn những việc đó là việc của người lớn làm thì tự người lớn giải quyết chứ đó, không phải việc của Phượng. Còn việc của Phượng là tập trung vào chuyên môn của mình. Nhưng lúc đấy Phượng có bị ảnh hưởng một chút nào trong vấn đề thi đấu, tập luyện hay không? Dạ, thì lúc đó thì cũng đang là rất nhỏ mà cũng chả phải là thi đấu một giải lớn gì. Thì Phượng vẫn thi đấu bình thường, vẫn tập luyện bình thường chứ không có ảnh hưởng nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu ví một cách ẩn dụ rằng là sớm nở thì chóng tàn, là chỉ những tài năng trẻ, đôi khi họ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức tài năng trẻ mà thôi. Và thậm chí là cả sự nghiệp của họ gắn chết với biệt danh là thần đồng. Thế nhưng rất may Công Phượng chúng ta thì không phải là một người như vậy. Kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp năm 2015, Công Phượng không có thành tích nổi bật cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hay các câu lạc bộ anh thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Thành tích đáng kể đầu tiên cùng đội tuyển U23 Việt Nam mà Công Phượng có được đó là tấm huy chương đồng tại SEA Games 2015 tại Singapore. Phải 3 năm sau, bảng thành tích của Công Phượng mới được bổ sung thêm danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018. Đây là danh hiệu mở ra một quãng thời gian huy hoàng cho bóng đá Việt Nam. Bởi sau đó ít tháng tại ASIAD, Công Phượng cùng đội tuyển Olympic Việt Nam giành vị trí thứ tư tại Á vận hội. Và đến cuối năm, đội tuyển quốc gia Việt Nam với Công Phượng trong đội hình giành chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Sang đầu năm 2019, ở giải vô địch châu Á Asian Cup, Công Phượng cùng các đồng đội tiếp tục gây ấn tượng với thành tích lọt vào tứ kết của giải đấu. Và chắc chắn, bảng thành tích này của Công Phượng vẫn chưa dừng lại. Có thể nói là vô địch AFF Cup, Á quân U23 châu Á, vào đến bán kết của ASIAD và tứ kết của Asian Cup. Đó là những thành tích mà thậm chí đối với những cầu thủ người ta phấn đấu cả đời cũng không thể đạt được một trong bốn thành tích đấy. Nhưng Phượng ở tuổi 24, em đã có gần đầy đủ. Vậy nếu như phải tìm ra một cái lý do để giúp cho thế hệ của Phượng hiện tại thành công hơn so với các thế hệ trước, thế Phượng nghĩ đấy là gì? Phượng cảm nghĩ thì bóng đá là môn tập thể, thì Phượng nghĩ là cái đoàn kết là cái đầu tiên để mà giúp cho một tập thể giành được thành công. Thì đó, còn thứ hai là về trình độ chuyên môn. Có thời điểm nói về phong độ, Phượng không phải lúc nào cũng phong độ tốt, có lúc thăng, có lúc trầm, đấy chuyện hết sức là bình thường. Nhưng khi mà mọi người nhìn vào cái danh sách đội tuyển quốc gia tập trung kể từ năm 2015 đến giờ, luôn luôn có tên Công Phượng. Và thậm chí là người ta đặt ra những câu hỏi về việc tại sao Phượng luôn luôn có mặt ở trên tuyển. Lúc đấy thực sự thì Phượng có thực sự bận tâm đến những cái câu hỏi đấy không? Và khi mà làm việc các huấn luyện viên, có huấn luyện viên nào lý giải vì sao mà Phượng được triệu tập lên tuyển hay không? và đặt kỳ vọng gì vào Phượng không? Thì đối với bản thân Phượng thì Phượng cứ cố gắng hết sức mình thôi. Còn cái việc ai nói gì thì đó là việc của họ. Còn việc của mình là mình cứ làm đúng việc của mình và mình làm tốt nhất có thể. Thì còn cái việc mà ai đánh giá mình như nào thì mình không thể kiểm soát được vấn đề đấy. Thì khi mà triệu tập Phượng lên thì Phượng nghĩ là trên tuyển thì mọi người đều như nhau, nên là khi mà đã nói chuyện thì sẽ nói cả tập thể chứ không phải là cứ tại sao người này được lên, tại sao người kia được lên, thì đâu mà ai mà đi giải thích từng người như vậy. Ở phần đầu thì mình đã nói Phượng có khá nhiều danh hiệu, có khá nhiều những danh hiệu đến thời điểm hiện tại. Nhưng nếu như có một cái danh hiệu nào đấy mà Phượng cảm thấy tiếc nuối nhất khi chưa đạt được và sẽ không thể đạt được thì Phượng sẽ tiếc nuối danh hiệu nào? Bảo danh hiệu thì có những cái danh hiệu nó cũng chưa phải là một cái quãng thời gian tốt của Phượng. Bởi vì chẳng hạn như là AFF thì Phượng cũng không phải là người đá được nhiều ở trận ở đó. Thì nói chung là mình đã góp một phần nhỏ thì cũng là rất là vui rồi. Chẳng hạn vậy. Còn để mà tiếc nuối thì nghĩ là cái trận hạng tư của ASEAN. Nếu mà mình cố gắng tốt hơn thì có nghĩa là mình được hạng 3 thì sẽ là tốt hơn. Còn tiếc nữa thì SEA Games chẳng hạn. Nhưng mà khi mà đã qua rồi thì cũng chẳng có gì để mà tiếc nữa, bởi vì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thực ra khi nói chuyện với Phượng ấy, cái điều tích cực nhất mà tôi cảm nhận được đó là sự lạc quan. Và những gì mà qua rồi sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình ở hiện tại. Bởi vì cái gì mình làm hiện tại sẽ là ảnh hưởng đến tương lai. Đấy là điều quan trọng, đúng không? Thế còn bây giờ, ở thời điểm hiện tại, Phượng tham vọng nhất là điều gì? Dưới hai góc độ nhé, chuyên môn và tài chính. Thì đến bây giờ thì Phượng nghĩ là về tài chính thì nó cũng quan trọng, nhưng mà đó không phải là quan trọng nhất. Nhưng mà đối với sự nghiệp của Phượng thì cái đó là cái Phượng cảm thấy là quan trọng nhất, bởi vì Phượng rất muốn là thành công ở một môi trường có một nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam. Và cái điều đó là cái điều mà Phượng luôn luôn phải ý thức và quyết tâm cái điều đấy. Bởi vì phải thành công được thì thứ nhất là sau này thì mới kiểu như là có những cầu thủ trẻ người ta mới phấn đấu được để mà đi ra nước ngoài thi đấu. Thứ nhất, thứ hai là trình độ là sẽ tốt hơn. Và thứ ba là khi mà nhiều cầu thủ đi nước ngoài thi đấu thì bóng đá Việt Nam nó mới phát triển được. Để mà bóng đá Việt Nam vươn lên tầm châu lục thì có nghĩa là cầu thủ Việt Nam phải đi ra nước ngoài thi đấu. Có những cái nước, đi đến những nước mà có trình độ phát triển hơn Việt Nam. Chẳng hạn vậy thì bóng đá Việt Nam nó mới phát triển được. Còn đó là cái điều mà Phượng mong muốn nhất hiện tại, bởi vì cái năm này đi thì Phượng, trong đầu của Phượng là làm sao để tập trung tốt nhất để mà thành công ở đây. Bởi vì một cầu thủ Việt Nam có nền bóng đá không phải là một nền bóng đá phát triển, mà mình đến cái nền bóng đá phát triển hơn thì mình cũng chỉ là một người bình thường. Chẳng hạn như ở Việt Nam thì mình có thể được cưng được chiều hơn, nhưng mà đi sang đây thì mọi người như nhau và mình cũng chỉ là một thành viên của đội ở bên này thôi, chắc chả có gì. Nên là mình phải phấn đấu hơn nữa, mình phải phấn đấu phải trên 100% sức của mình và luôn luôn phải tập trung cái việc là mình phải làm được những cái gì mà mình có thể tốt nhất có thể của mình để mà thành công và được ở một đất nước có nền bóng đá phát triển hơn mình. Thì khi mà mình thành công thì chắc chắn là sau này thì nhiều cầu thủ trẻ người ta sẽ nhìn nhận đó để mà đi ra nước ngoài. Mà khi mà ra nước ngoài thì chắc chắn là cầu thủ đấy nếu mà không có đá được chính ở đây thì nếu mà lâu lâu thay vào thì cũng được. Thì đó cũng là một cái trình độ của họ cũng sẽ lên một xíu rồi. Đó. Nên là mà khi mà như thế thì bóng đá Việt Nam nó mới đi lên được nhiều. Đúng rồi. Chứ giờ bảo là ở nhà ai cũng bảo là muốn Việt Nam vào vòng này, vào vòng kia, rồi như này như kia. Nhưng mà cầu thủ thì cứ suốt ngày đá với nhau ở trong đấy, không có kiểu như là không có đi ra ngoài để mà học những cái tốt hơn chẳng hạn. Đối với câu bộ Hoàng Anh Gia Lai thì luôn tạo điều kiện cho cầu thủ đi nước ngoài, thì đó là một điều để mà làm cho bóng đá trong nước rồi bóng đá của đội tuyển Việt Nam tốt hơn. Còn và Phượng cũng mong là nếu mà ai có cơ hội được đi nước ngoài thì các ông chủ ở câu lạc bộ thì cũng nên tạo điều kiện cho cầu thủ đó đi. Bởi vì ở Việt Nam thì Phượng nghĩ thì cũng có rất nhiều cầu thủ có khả năng đi ra nước ngoài thi đấu được. Nhắc đến việc đi nước ngoài thi đấu thì vừa rồi Phượng có chia sẻ là Phượng thậm chí là khát khao ra nước ngoài ngay từ cái giải đấu đầu tiên cùng với Gia Lai khi mà sang Nhật thi đấu. Và câu lạc bộ đầu tiên mà Phượng ra nước ngoài thi đấu cũng là một câu lạc bộ của Nhật Bản, Mito Hollyhock. Lúc đó thì con đường nào đưa Phượng đến Mito Hollyhock và cái quãng thời gian ở đó Phượng học được những điều gì? Thì lúc đó thì có agent ở bên đó thì liên hệ với các bộ, thì nên là hai các bộ nói chuyện với nhau. Còn thời gian bên đó thì Phượng học được rất nhiều điều, chẳng hạn như là nếu mà chẳng hạn như là ý thức của bản thân mình tốt hơn chẳng hạn vậy. Và học được là các cầu thủ ở bên đấy thì người ta không có ở chung trong một tập thể mà tập xong về. Thì khi mà mình ra ngoài cuộc sống nhiều hơn thì mình sẽ học được rất nhiều từ cuộc sống chẳng hạn vậy. Chứ còn ở Việt Nam thì hầu như là tập xong rồi về câu lạc bộ, tập xong rồi về ở đó thì suốt ngày chỉ xung quanh với những người đó thôi. Nhưng mà khi ở bên Nhật thì Phượng có thể tiếp xúc được rất nhiều người, và khi mà tiếp xúc được thì nhiều người như thế thì Phượng học được rất nhiều cái điều tốt từ họ chẳng hạn vậy. Và đất nước của Nhật thì rất là tuyệt vời. Từ trước giờ Phượng đi thì cũng rất là nhiều nước, nhưng mà Phượng thích nhất là Nhật. Rõ ràng là mỗi chuyến đi nó mang lại cho người ta rất nhiều bài học. Có những bài học nó về vốn sống, nhưng có những bài học về chuyên môn. Nếu như nói về chuyên môn ở Mito Hollyhock, nó giúp Phượng cải thiện gì trong lối chơi, trong cách chơi? Thì lúc ở bên Nhật thì Phượng lúc đó là vừa gãy vai xong là phải hồi phục, rồi phải 5-6 tháng bắt đầu mới tập lại với đội được. Mà khi tập lại với đội thì cũng đâu có dám va chạm được nhiều, sợ mà. Thì nhưng mà học được rất nhiều, bởi vì mình bên Nhật người ta đá thì rất là đơn giản. Thứ hai là thể lực tốt hơn và cách phòng ngự tốt hơn, di chuyển đội hình chẳng hạn vậy. Phải chăng việc chưa thực sự thành công ở Mito Hollyhock bởi những vấn đề như là bị chấn thương, gãy vai chẳng hạn, nó khiến Phượng càng khao khát khẳng định mình ở nước ngoài, và bằng việc là kết thúc Asian Cup Phượng quyết định tới Hàn Quốc. Bởi vì tôi còn nhớ là ngay sau khi kết thúc Asian Cup thì trả lời phỏng vấn, Phượng đã bày tỏ mong muốn là sẽ ra một câu lạc bộ bên ngoài thi đấu rồi, và Incheon United là lựa chọn của Phượng. Lúc đó thì khi mà đến Incheon United, Phượng mong muốn bên cạnh cái việc thể hiện bản thân là Phượng có mong muốn chứng tỏ cho các cổ động viên Việt Nam và thậm chí là cổ động viên nước ngoài thấy rằng là một cầu thủ Việt Nam có thể thành công ở nước ngoài không? Dạ, thì đó là điều mong muốn của Phượng. Bây giờ thì Phượng sẽ phải làm tất cả những gì mình có thể để mà thành công ở một đất nước có một nền bóng đá phát triển. Thì Phượng đang rất là cố gắng. Khi Phượng đến Incheon United thì Xuân Trường có chia sẻ gì với Phượng trước khi Phượng đến đây không? Thì tại là Phượng cũng đá với câu lạc bộ ở Hàn cũng nhiều, hoặc là với lại là đá đôi tuyển, thì Phượng thì xem cách đá của họ thì Phượng cũng học được rất nhiều điều từ họ. Còn Trường thì cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi, chứ không phải là đi sâu vào vấn đề, nhưng mà cũng rất là tốt, bởi vì cũng hỏi được mấy thứ. Và bạn Trường bên này thì cũng nhiều, nên là cũng có giới thiệu mấy người để mà chẳng hạn như là làm quen cuộc sống bên này. Sau một quãng thời gian ở Hàn Quốc thì theo Phượng thấy môi trường bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản nó có gì giống và khác nhau? Thì theo Phượng nghĩ thì hai Nhật Bản với Hàn Quốc thì Phượng nghĩ là Nhật tốt hơn Hàn. Và hai nước thì hầu như là đá thì rất là kiểu bóng này rất là nhanh, đá rất là nhanh, chứ không phải là đá bóng rất là nhanh, triển khai bóng rất là nhanh. Thứ hai là Về va chạm thì Hàn nó va chạm nhiều hơn là Nhật. Hàn đá kiểu máu lửa hơn Nhật. Nhật thiên về kỹ thuật nhiều hơn, Hàn thiên về sức mạnh nhiều hơn. Vừa rồi thì Phượng đã có màn ra mắt ở K League rồi. Chỉ trận đấu thứ hai Phượng đã có màn ra mắt. Có thể đó là màn ra mắt nó không quá dài và cũng chưa thể hiện được nhiều, nhưng rõ ràng đấy là một sự ghi nhận của ban huấn luyện đối với cá nhân Công Phượng. Và điều đó nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân Phượng khi giúp Phượng sẽ phấn đấu ra sao thời gian tới? Thì điều đó có nghĩa là người ta đã kiểu như là đã có ý định cho mình vào, thì có nghĩa là mình cũng đã làm được một cái điều gì đó để mà người ta công nhận rồi. Thì khi mà vào đến thế thì đó cũng là động lực để mà Phượng cố gắng hơn, chẳng hạn như là mình phải làm việc tốt hơn nữa, chẳng hạn vậy, và mình phải làm được nhiều hơn nữa chứ không phải là thay vào cái chẳng hạn như vậy. Thì em luôn là phải phấn đấu, bởi vì nếu mà mình tốt hơn cầu thủ họ thì chắc chắn là người ta sẽ cho mình vào thôi. Còn mới thời gian đầu thì mình để mà đòi hỏi ngay cái vấn đề đó được thì mình không thể, bởi vì thứ nhất là một đất nước khác Việt Nam, trình độ của bóng đá họ tốt hơn Việt Nam. Tôi được biết là Phượng là không có ý định học tiếng Hàn trong quãng thời gian ở đây. Phải chăng là Phượng nghĩ là mình sẽ không gắn bó lâu dài với bóng đá Hàn Quốc? Dạ, cái này không phải vậy, mà là thứ nhất là cảm nhận của Phượng là tiếng Hàn ấy khó hay sao? Cảm nhận là khó đọc hơn tiếng Nhật. Ở bên Nhật thì cũng có học, nhưng mà học được ít à. Nhưng mà kiểu cái cách phát âm ra nó dễ hơn. Còn ở bên Hàn thì cái cách phát âm ra nó khó hơn, nên là khi mà cảm nhận đã khó rồi nên là không có muốn đó. Mà với lại là ở đây hầu như là câu bộ này là huấn luyện viên trưởng là người châu Âu, nên là nói tiếng Anh, nên là cũng không phải là không cần thiết lắm, chứ không phải là không muốn gắn bó lâu dài. 24 tuổi và rất là sớm thành công rồi, nhưng chắc chắn là Phượng, cảm nhận của tôi là Phượng còn rất nhiều mục tiêu muốn chinh phục. Yeah. Nhưng bản thân Phượng, nếu như Phượng phải định nghĩa cái từ thành công thì Phượng sẽ định nghĩa như nào về thành công? Thành công là nhiều danh hiệu hay thành công? Theo Phượng nghĩ là bây giờ thì Phượng cũng chưa là một cầu thủ thành công. Bản thân Phượng nghĩ là vậy. Bởi vì sang đây Phượng phải thành công ở đây rồi thì khi đó mới gọi là đã là mới bước đầu thôi, chứ chưa phải là thành công của Phượng. Phượng nghĩ vậy. Bởi vì mình sang đây mà mình cũng làm được gì thì đó gọi là thất bại rồi, chứ đâu phải thành công. Thế nào là thành công của Incheon United? Được ra sân thường xuyên, được ghi bàn hay như thế nào? Cái điều mà thành công ở đây thì nghĩ là mình được ra sân thường xuyên hơn, và nếu mà tốt nhất thì là được một suất chính ở đây, thì đấy là gọi là thành công. Bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc thời gian gần đây đang có sự dịch chuyển gần nhau rất là nhiều. Rất nhiều huấn luyện viên, chuyên gia sang Việt Nam làm việc. Và ngược lại, Phượng trước đây ở trường cũng sang Hàn Quốc để thi đấu. Phượng có nghĩ rằng là đây là một cái sự tương tác tốt cho bóng đá Việt Nam không? Thì Phượng nghĩ đó cũng là điều tốt, bởi vì cứ theo bản thân Phượng nghĩ nhé, là cứ đi ra nước ngoài thi đấu, càng nhiều cầu thủ Việt đi ra nước ngoài thi đấu nhiều thì càng tốt. Bởi vì chẳng hạn như là Nhật hoặc là Hàn, các cầu thủ họ hầu như là đi châu Âu nhiều, và các cầu thủ về tập trung đội tuyển thì cũng từ châu Âu về, thì họ đã thành công như vậy thì mình cũng nên học như vậy. Khi mà phỏng vấn các cổ động viên Việt Nam đến sân ở vòng 2 vừa qua thì họ nói là họ không hề biết là Công Phượng có được tung ra sân hay không. Từ vòng 1 thậm chí vòng 2 họ vẫn muốn đến sân, mang lá cờ quốc kỳ của Việt Nam ra, chỉ để Phượng hiểu là Phượng không hề cô đơn ở Hàn Quốc, luôn luôn có các cổ động viên. Nhận thông tin đấy Phượng có cảm thấy như nào? Mong là mọi người thứ nhất là đến ủng hộ Phượng, thứ hai là đến ủng hộ câu lạc bộ, để nói chung là mình đến xem ủng hộ câu lạc bộ có một cầu thủ Việt Nam đến thì thứ nhất là bản thân Phượng cũng rất là vui, thứ hai là câu lạc bộ cũng rất là hãnh diện vì các cầu thủ Việt Nam có ấy thì đến, cổ động viên đến xem ủng hộ, thì không riêng gì Phượng mà Phượng nghĩ là tất cả mọi người đều vui, nên là Phượng mong muốn là như vậy. Rất cảm ơn Công Phượng. Thưa quý vị các bạn, có thể nói Công Phượng là một tài năng đặc biệt bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 24 thì Phượng đã giành được rất nhiều những danh hiệu. Và chúng tôi hy vọng rằng là qua buổi trò chuyện ngày hôm nay với Công Phượng thì mọi người có thể hiểu rõ hơn về cầu thủ này, hiểu rõ hơn về tính cách của một ngôi sao bóng đá mang tên Công Phượng, của một tiền đạo Công Phượng. Và quan trọng hơn cả, đó là người đàn ông người ta mong muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam bằng những chuyến đi và những bài học của chính bản thân, để giúp cho các cầu thủ trẻ sau này họ tự tin hơn để bước ra nước ngoài. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.